Xin chào cô chú anh chị, trước mắt cô chú anh chị là khu du lịch Vườn Xoài. Tại vừa rồi quý đi qua lại thấy có rất là nhiều du khách đi xe 16 chỗ cũng như xe giường nằm, xe lớn ở nhà đến đây rồi cũng phải quay về, bởi vì họ không có thông tin, không có biết là khu du lịch Vườn Xoài đã đóng cửa rồi cả nhà. Cho nên quý sẽ làm video thực tế luôn cả nhà, để giúp nhiều cô chú anh chị ở xa không biết khu du lịch Vườn Xoài đã đóng cửa thì đến đây về lại thì mất công rất là tốn thời gian ở nhà ha. Đó, đây là bản đầu tiên, là bản thông báo khu du lịch Vườn Xoài đóng cửa nè cả nhà, kể từ ngày 29 tháng 3 2023, và cũng chưa có thông báo khi nào mở cửa lại luôn cả nhà. Giờ quý sẽ quay một vòng trước cổng khu du lịch Vườn Xoài và lát nữa quý sẽ quay qua bên trong khu du lịch Vườn Xoài cho cô chú anh chị cùng xem ha. Khu du lịch Vườn Xoài nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, chính là đường chánh của thành phố Biên Hòa cả nhà. Tọa lạc tại số 537 đường Đinh Quang Ân, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cả nhà ha. Đây chính là đường Võ Nguyên Giáp cả nhà. Hướng này là mình đi vào cổng 11 và đường đi lên Suối Tiên cả nhà ha, đi lên ngã tư Vũng Tàu. Khu du lịch Vườn Xoài này sở hữu rất là nhiều sở thú luôn cả nhà. Đây là sở thú lớn nhất tại tỉnh Đồng Nai cả nhà ha. Khu du lịch Vườn Xoài này cực kỳ lớn. Khu du lịch Vườn Xoài này sở hữu rất là nhiều sở thú luôn cả nhà. Đây là sở thú lớn nhất là tỉnh Đồng Nai luôn cả nhà. Diện tích hơn 40 hectare cả nhà, hơn 40 mẫu ha, rất là cực kỳ lớn luôn. Giờ quý sẽ quay sơ qua một vòng ở trong cả nhà xem nha. Đó, khi bước vào cổng à, cổng mặt tiền nằm trên đường Võ Giáp luôn cả nhà ha, rất là rộng. Đó, hiện tại đã đóng cửa luôn cả nhà. Giờ này là giờ công nhân người ta chuẩn bị ra về, là công nhân để làm trong khu du lịch này cả nhà. Đó, nhà hàng ăn uống khách sạn này đủ luôn cả nhà ha, rất là rộng luôn. Tại nhà quý cũng ở gần đây cả nhà, cách cũng tầm cũng gần 10 cây thôi, nhưng mà quý hay chạy xe qua lại cả nhà thì quý thấy rất là nhiều du khách đến đây và về lại ha. Cho nên là quý sẽ làm video này gửi đến cô chú chị ở xa để biết mà sẽ không đến khu du lịch Vườn Xoài vào thời điểm này, bởi vì hiện tại đã đóng cửa rồi cả nhà. Rồi khi nào mà khu du lịch mở cửa quý sẽ có video để gửi đến cô chú anh chị ha. Đó, phía xa là những nhà hàng, nhà khách sạn của khu du lịch Vườn Xoài đó nha. Đó, giờ chỉ chưa thưa thớt một vài công nhân ra làm về thôi đó nha. Đây, nhà hàng Vin Ba này đúng không? Khu du lịch Vườn Xoài. Đã đóng cửa hoàn toàn cả nhà ha. Rồi, và tôi xin kết thúc video ở đây cả nhà. Cả nhà cảm thấy yêu mến kênh quý hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ quý nha. Xin chào cả nhà nha.